mến chào tất cả các anh chị em nha. Các anh chị em có thấy cái bài hát Việt Nam ơi đánh bay Covid không? Trong đó có một lời nhắc nhở đến cho chúng ta, đó là đừng share chuyện sai trên Facebook. Là chúng ta cũng phải hiểu đó là một trong những cái mà những bọn chống phá đất nước của chúng ta hay chia sẻ những cái xuyên tạc của chúng về dịch Covid, cũng giống như xuyên tạc của chúng về đất nước Việt Nam mình. Cho nên là khi mà chúng ta đọc một trong những cái tin tức nào mà không có chính thống thì chúng ta khoan chia sẻ, tránh gây hoang mang dư luận, tránh gây cái sự sợ hãi cho người dân mình. Và tránh đem cái sự phiền phức, cũng giống như là cái những cái mà tổn hại đến kinh tế cho chính bản thân mình. Bởi vì các anh chị em mà share những cái điều đó thì các anh chị em sẽ bị phạt tiền. Tại vì mình đã vi phạm cái tiêu chuẩn của cộng đồng, của xung quanh. Mình làm cho xung quanh mình có cái sự hoang mang thì sẽ làm tinh thần của mọi người đi xuống. Các anh chị em cũng biết rồi, dịch Covid này, cái tinh thần của mình là điều quan trọng nhất. Khi chúng ta có sức đề kháng tốt, tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ thì chúng ta có thể lướt qua được những cái khó khăn của dịch bệnh. Vì vậy, An Nhiên mong tất cả các anh chị em, nhất là các em nhỏ, khi mà tham gia mạng xã hội muốn share một trong những cái tin tức gì thì phải tìm hiểu vào những bài báo chính thống do chính phủ Việt Nam đưa ra, thì lúc đó chúng ta mới có được những cái sự chia sẻ đúng lúc, đúng nơi, và làm cho người dân của chúng ta thêm những cái tin tức tốt, để mà động viên tinh thần đến tất cả các toàn dân của mình, cũng như gia đình mình và xung quanh mình, cùng nhau thực hiện tốt 5K, thực hiện tốt những cái điều mà chính phủ đưa ra, cũng giống như là những anh chị em cô chú tuyến đầu chống dịch mong muốn gửi đến cho chúng ta những cái điều tốt đẹp, giữ cái sự bình an tính mạng của con người mình. Hôm nay An Nhiên gửi đến, đặc biệt An Nhiên live stream thì gửi đến cái sự tri ân của bản thân An Nhiên đến những anh chị em cô chú, cũng giống như các em thanh niên đã tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch Covid, gửi lời tri ân của An Nhiên đến toàn thể anh chị em cô chú, cũng như chính phủ và Bộ Y tế đã và đang làm những công tác để mà giữ gìn tánh mạng của người dân, giữ gìn sức khỏe cộng đồng. Trong đó có người thân của An Nhiên, có mẹ của An Nhiên, có anh chị em và dòng họ của mình ở trong đó, cũng giống như những người bạn bè thân thiết của An Nhiên ở đất nước Việt Nam và toàn dân Việt Nam nói chung. Thì đây là một cái sự tri ân, đây là tấm lòng của An Nhiên gửi đến xin cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú trong tuyến đầu chống dịch đã và đang ngày đêm thức hôm, không có ngại cái sự gọi là nguy hiểm của bản thân mình để mà đem đến cho xã hội của chúng ta thêm xanh, thêm đẹp, thêm tươi. Xin tri ân đến tất cả các anh chị em cô chú trong tuyến đầu như vậy. Thì An Nhiên mong là cái lời động viên của mình và san sẻ đến, chia sẻ đến toàn dân mình, và mong là các anh chị em của chúng ta nên nhớ những người ở tuyến đầu là những người đặc biệt nhất trong cái hoàn cảnh dịch Covid hôm nay. Thật ra thì khi An Nhiên mở mạng xã hội, An Nhiên thấy các idol, các fan post lên idol của mình, nghệ sĩ bị bệnh như vậy và họ khóc than cho những nghệ sĩ như vậy, thì An Nhiên lại chạnh lòng. Vì sao An Nhiên chạnh lòng các anh chị em?
là tại vì á họ quên mất đi người mà đang giữ gìn cái tánh mạng của mình cũng như của người thân xung quanh mình và toàn dân Việt Nam, đó là những người đang tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Và chúng ta nên quan tâm đến sức khỏe của những người đó mới là một con người. Các anh chị em nghĩ An Nhiên nói đúng không? Tại vì á những người đó đã hy sinh cả cái tánh mạng của họ, cả hạnh phúc gia đình của họ. Có những người họ chia tay gia đình họ, họ xa vợ xa con, và có những người có thể chỉ nhìn thấy con mình chào đời qua FaceTime thôi các anh chị. Và còn rất là nhiều người nữa, còn rất là nhiều người họ đau khổ không thể về chịu tang gia đình được. Tại vì họ đang ở trong tuyến đầu chống dịch. Nếu như họ bước ra khỏi cái nơi đó thì bao nhiêu công việc còn sót lại sẽ ai đảm nhận hết đây? Vì vậy họ hy sinh cả chính bản thân của họ, họ hy sinh cả hạnh phúc của họ, và họ hy sinh luôn cả cái sự đau thương mất mát trong cái trái tim và cõi lòng của họ. Vậy thì ai xứng đáng để cho chúng ta nhỏ giọt nước mắt trong ngày hôm nay, trong cái hoàn cảnh này các anh chị? Có phải là những người của tuyến đầu, tham gia tuyến đầu, các anh chị em, cô chú, các em nhỏ, kể cả những người lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì, An Nhiên cũng xin thành tâm kính gửi đến cái lời tri ân đến những người ở tuyến đầu trước. Và chúng ta không nên đặt cái sự idol của mình vào và cái tâm của mình vào một cái idol nghệ sĩ, ca sĩ nào cả, hoặc là một người nào mà chúng ta idol. Tại vì người đó, An Nhiên không phải là An Nhiên vô cảm với họ các anh chị em. Không phải là mình vô cảm với cái bệnh tình của họ, nhưng mà tại sao An Nhiên chỉ thắc mắc tại sao những người tham gia tuyến đầu, rất là nhiều người đang bị nhiễm dịch Covid mà thần dân của chúng ta, công dân của chúng ta, có những người vô cảm không nhỏ giọt nước mắt cho những người đó, lại đi nhỏ giọt nước mắt cho những người mà không có tham gia vào cái công tác thiện nguyện giống như vậy. Những người của tuyến đầu tham gia chống dịch hiện tại bây giờ, họ là người bảo vệ tánh mạng của cộng đồng, bảo vệ tánh mạng của cha mẹ, chị, anh chị em của các anh chị đó. Vậy thì họ họ nên xứng đáng được tri ân hơn. Họ nên xứng đáng được tri ân hơn. Các anh chị em nên nhớ, và chúng ta hạn chế làm tổn thương đến những người đó. Tại vì An Nhiên đọc báo, An Nhiên thấy là có rất là nhiều người trong tuyến đầu họ đã bị nhiễm dịch Covid bởi vì họ chăm sóc bệnh nhân và cái sự tiếp xúc đó làm cho họ bị nhiễm dịch Covid. Cái đó là cái sự nguy hại tới tánh mạng của họ. Và các anh chị có biết là nỗi đau của gia đình họ như thế nào không? Họ nỗi gia đình họ có thể mất đi một người thân, rồi cha xa con, vợ xa chồng, chồng xa vợ, rồi hả anh chị em xa lìa. Đó, bởi vì sao? Bởi vì họ có trách nhiệm với cộng đồng, họ có trách nhiệm với nhân loại, họ có trách nhiệm với chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta không có đặc biệt quan tâm gửi gắm trái tim của mình cũng giống như cõi lòng của mình đến cho họ trước? Họ có xứng đáng được như vậy không các anh chị? Họ rất rất là được xứng đáng như vậy. Và An Nhiên thành tâm chia sẻ và mong là cái lời nói của An Nhiên sẽ lan tỏa đến trái tim của các bạn đang vô cảm với tuyến đầu. Hãy nhìn lại, idol của các bạn quan trọng hơn hay những người tham gia tuyến đầu quan trọng hơn? An Nhiên thành tâm mong các anh chị em nghĩ lại, và chúng ta hãy nên mỗi ngày chúng ta nên động viên cái tinh thần của những người tham gia tuyến đầu làm hàng đầu. Khi An Nhiên thấy các bạn idol về ca sĩ Phi Nhung hay là một trong những ca sĩ nghệ sĩ khác đang bị nhiễm bệnh, rồi đang bị chữa bệnh như thế nào đó, nhưng các An Nhiên chưa thấy nhiều các anh chị chia sẻ cái sự gọi là đồng cảm đến các người lính, đến các chiến sĩ, đến các người mặc áo trắng đang ở trong tuyến đầu, họ đã hy sinh bản thân họ như thế nào cho chúng ta được bình an ngày hôm nay. Được bình an ngày hôm nay. Đó,
Nên An Nhiên cảm thấy cái sự tổn thương rất là nhiều. Và mình cảm thấy trong thời gian qua vì sao An Nhiên ít tham gia, tại vì An Nhiên nhìn thấy cái sự vô cảm của nhiều nhiều em trẻ, cũng như sự vô cảm của rất là nhiều người không có suy nghĩ tới biết thương tuyến đầu chống dịch như thế nào. Đó, cách đây 1-2 tháng An Nhiên có làm một bài thơ, và An Nhiên mong cái bài thơ của An Nhiên để mà cảnh tỉnh và để nhắc nhở chúng ta nên thương các tuyến đầu chống dịch, nên thương bộ đội, nên thương các y bác sĩ, đó, các chiến sĩ đã đem đến cho mình, họ đã nhường cơm xẻ áo, họ nhường chỗ ở để cho bệnh nhân được có chỗ nằm dưỡng bệnh yên lành. Họ có thể ra ngoài rừng họ ngủ ở ngoài gốc cây, họ ngủ ở ngoài chỗ nền xi măng. Họ hy sinh cho chúng ta nhiều quá đi mà chúng ta lại không nhắc tới họ. Mỗi ngày chúng ta vào, chúng ta cứ bấm Facebook lên để tìm idol nghệ sĩ này nghệ sĩ nọ. Các anh chị có cảm thấy mình vô cảm với những người tuyến đầu lắm hay không, đúng không? Nên là An Nhiên nhìn những cái bài chia sẻ của các bạn mỗi ngày đưa đến những cái drama này drama nọ, nhưng mà ít khi thấy nhắc đến cái lời tri ân đến các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Họ là người đang ngày đêm hy sinh để đem đến cho chúng ta cái sự bình yên ngày hôm nay, để cho các anh chị em có thể có giấc ngủ yên lành. Mặc dù là đây là thời điểm rất là khó khăn đối với toàn dân Việt Nam. Chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta ở nhà, chúng ta bị stress. An Nhiên đã từng trải qua 6 tuần ở trong nhà và bị stress nhiều lắm. Mình cảm thấy không có người nào nói chuyện với mình. Cái đó là sự khó khăn của chính An Nhiên, tại vì An Nhiên sống một mình. Nhưng các anh chị em lại khác. Các anh chị em có được những cái tình thương của gia đình và xung quanh, các anh chị em có nhiều lợi thế hơn An Nhiên. Và An Nhiên sống một mình, An Nhiên vẫn có thể vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn đó. Nhưng đối với các anh chị em, An Nhiên tin là các anh chị em sẽ hạnh phúc hơn An Nhiên nhiều. Vậy thì chúng ta có rất là nhiều thời gian để chúng ta nghĩ đến tuyến đầu chống dịch, đúng không các anh chị em? Em chào chị Cao Hoàng Lan và chào lại tất cả các anh chị em đang vào nghe cái sự chia sẻ của An Nhiên. Và An Nhiên mong là cái lời cảnh tỉnh của An Nhiên gửi đến cho toàn dân Việt Nam mình, cũng giống như là tất cả các anh chị em ở miền Trung, miền Bắc, miền Tây, hãy nhìn vào những anh chị em cô chú trong tuyến đầu chống dịch như chiến sĩ, bộ đội, y bác sĩ, cảnh sát giao thông, rồi những người cơ động, cảnh sát cơ động và những người mà đang hoạt động ngày đêm để mà bảo vệ cái sự an nguy của chúng ta đó. Chúng ta nên tri ân những người đó. Các anh chị em bớt quan tâm tới idol, nghệ sĩ, ca sĩ của các anh chị em đi. Tại vì các anh chị em quan tâm tới họ, bản thân của họ, họ cũng nói chung là mỗi người có một quan điểm, nhưng mà các anh chị em phải đặt cái sự cân nặng ngay lúc này là tại sao? Tại vì idol của các vị có thể nghe họ giải trí về ca hát, kịch trường này nọ, nhưng những người đang tham gia tuyến đầu là những người đang bảo vệ tính mạng của chúng ta, đúng không? Chúng ta nên mỗi ngày coi cái tin tức của chính phủ đưa ra, bao nhiêu người ở trong tuyến đầu bị nhiễm dịch như thế nào đó, thì chúng ta nên gửi lời động viên tri ân đến họ đó, để tạo cho họ một cái niềm tin, một cái động lực để cho họ tiếp tục và họ vượt qua được những cái khó khăn mà họ đang trải qua. An Nhiên xem có một tin tức cái em bộ đội đó phải coi vợ mình vượt cạn sanh con bằng FaceTime, nước mắt rớt xuống khi thấy con mình chào đời mà không thể chạm được em bé. Đó là những cái hình ảnh làm cho mình cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy mình cần phải có được những cái việc làm, không có việc làm thì cũng có được những cái lời động viên, một cái tâm của mình gửi đến những người đó, tại vì họ hy sinh cao cả quá các anh chị. Họ hy sinh quá cao cả. Đối với An Nhiên là thật sự chính bản thân của chúng ta không thể nào làm được những cái việc đó. Chỉ có những người có cái trái tim thật là nóng và họ có thể
Ê, nhưng biết là họ họ suy nghĩ là họ chỉ có một mạng sống thôi. Cuộc đời này họ chỉ có một mạng sống và họ muốn cái cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn cho nhân loại. Và chúng ta không làm được những cái điều đó thì chúng ta nên quan tâm tới họ nhiều hơn. Đúng không các anh chị em? Đó. Nhưng coi các anh chị em cứ mở Facebook lên là thấy chia sẻ nào là đau thương ca sĩ Phi Nhung bị bệnh, đau thương nghệ sĩ này bị bệnh, gia đình nghệ sĩ này như thế này, hoặc là đau thương thật là đau xót, và thấy các người đó khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà tại sao họ không có viết một lời tốt đẹp nào về tuyến đầu chống dịch? Đây là một cái sự vô cảm, một cái sự vô cảm đặc biệt. Đó. Thật sự An Nhiên cũng đang ở trong bệnh viện đó, mà mình đi ra ngoài và mình suy nghĩ rất là nhiều. Mình nhìn thấy y bác sĩ ở bên này, bác sĩ ở bên này chăm sóc không có được tận tình giống như ở Việt Nam đâu các anh chị. Không phải là mình nói xấu, nhưng mà mình lại ước mình đang được ở tại Việt Nam để được cái sự chăm sóc giống như vậy. Đó, mình ước vô cùng. Đó. Và An Nhiên suy nghĩ cả một buổi chiều ngày hôm nay, và mình nghĩ là mình nên lan tỏa những cái yêu thương của mình và những cái lời chia sẻ thật tâm, những cái lời tri ân thật tâm của mình đến để cho cảnh tỉnh và để cho nhắc nhở những ai đã vô cảm với những người trong tuyến đầu chống dịch, và chúng ta nên nhìn nhận lại và chúng ta dành một chút gì đó trái tim của mình gửi đến những người tuyến đầu chống dịch để động viên họ, để mà chia sẻ cùng họ, để cho họ có thêm tinh thần, có thêm sức đề kháng, vượt qua được cái dịch bệnh, và họ có thể tiếp tục cùng y bác sĩ để mà điều trị cho tất cả những bệnh nhân đang nhiễm dịch COVID, để mà đỡ được cho đất nước mình gánh nặng như thế nào đó. Toàn dân chúng ta hãy cùng nhau chung tay làm những cái điều đó để mà dịch mau chóng qua, rồi chúng ta còn ổn định lại kinh tế, chúng ta còn ổn định lại đất nước của mình. Đây là một trong những điều mà An Nhiên chỉ mong tất cả các anh chị em chúng ta làm điều đó, hướng về cái tâm của mình, hướng về những người tuyến đầu đi các anh chị em ạ. Hướng về những người tuyến đầu. Đó. Đây thật sự là nguyện vọng của An Nhiên là như vậy. Và An Nhiên không biết phải nói như thế nào cả. Nếu như cái lời chia sẻ của An Nhiên mà thấu đến lòng của các anh chị em, thì An Nhiên xin tri ân, xin coi như là cảm ơn, rất là cảm ơn. Thật sự là An Nhiên, mấy ngày nay An Nhiên vừa nhìn mạng xã hội, mình vừa cảm thấy một cái nỗi buồn man mác, và mình cảm thấy là mình không làm được gì cho đất nước trong lúc này cả. Và mình chỉ có tiếng nói của mình mong là cái lời động viên của mình sẽ chạm đến trái tim của từng con người chúng ta. Đó, từng con người của chúng ta, chạm đến từng trái tim của các anh chị em, của các bạn. Đó, hãy nhìn những người trong tuyến đầu chống dịch, họ đang ngày đêm khó khăn như thế nào, họ hy sinh như thế nào. Thật sự nhìn rất là đau lòng các anh chị. Nhìn càng nhìn một người nào đó chia sẻ về một idol của họ là mình lại cảm thấy mình thấy họ thật là đáng trách. Mình trách bản thân họ. Tại sao họ đang sống tại Việt Nam mà họ lại vô cảm như vậy? Còn mình đang sống tại nước ngoài. Mình đang sống một đất nước xa xôi mà mình lại thấu hiểu những cái việc làm của các người trong các anh chị em trong cái tuyến đầu chống dịch như vậy. Không, nếu như mà An Nhiên mà ở Việt Nam, An Nhiên nghĩ là mình sẽ làm được nhiều thứ lắm. Mình sẽ làm được nhiều thứ lắm. Chúng ta có một mạng sống thôi các anh chị em à. Và chúng ta nên sống làm sao cho nó chính đáng. Đó, cho chính đáng. Trong lúc dịch giả như thế này, các anh chị em không thể nào ngờ được giây phút kế tiếp sẽ xảy ra với chúng ta như thế nào. Có thể bây giờ mình đang mạnh khỏe đó các anh chị, mình đang mạnh khỏe. An Nhiên ngày xưa cũng đâu bao giờ ngờ được là mình bị những cái
căn bệnh, những chứng bệnh giống như vậy đâu. Mình luôn ỷ y sức khỏe của mình, đôi khi bị cảm sàng mình vẫn đi làm tới 7 ngày lận, và cho đến ngày hôm nay đó mình bị bệnh và mình cảm thấy là mình đã lạm dụng sức khỏe của mình trong cái khoảng thời gian mà mình còn trẻ quá quá đi chứ. Thế là nhiên mong là cái sự lan tỏa này để mà cảnh tỉnh và để nhắc nhở từng trái tim của từng con người, từng người dân của chúng ta, từng trái tim của các bạn trẻ idol, một người ca nghệ sĩ, văn nghệ sĩ nào đó. Và các bạn trẻ nên nhớ, nếu các tuyến đầu chống dịch họ không hy sinh thì idol của các bạn sẽ khó có thể vượt qua nổi những cái căn bệnh đó. Đó, các bạn nên tri ân những người đó trước, sau đó các bạn idol cái người của các bạn sau. Đúng không các anh chị em? Trời ơi, thiệt tình An Nhiên coi á, mạng xã hội mấy ngày nay mà mình cứ ngồi mình suy nghĩ hoài, mình có nên không? Mình có nên mình lên mình nói không? Đang có những cái drama về nghệ sĩ như vậy, nhiều người cũng không muốn An Nhiên nói nhiều, sợ là sẽ dính đến những cái sự đấu tố. Nhưng mà mình chỉ nói về cái vấn đề là cái nhân văn của con người thôi các anh chị. An Nhiên không tham gia những cái đấu tố, những cái drama của xã hội Việt Nam. Tại vì á, An Nhiên luôn luôn nhắc nhở mình là tất cả mọi tiêu cực tích cực của Việt Nam chúng ta nên xây dựng để mà củng cố lại, đúng không? Cho nên là tham gia mạng xã hội, An Nhiên không bao giờ muốn những cái mà drama của Việt Nam mà mình tham gia vào cả. Nhưng mà An Nhiên chỉ mong là một khi các bạn nghĩ tới một người idol nào đó, các bạn hãy nghĩ tới cha mẹ các bạn nè, nghĩ tới những người tuyến đầu chống dịch nè. An Nhiên chỉ thử hỏi là người thân của các bạn ngã bệnh, các bạn có đau lòng giống như là các bạn đau lòng cho cái người nghệ sĩ đó hay không? Đúng không? Các bạn có đau lòng giống như vậy không? Các bạn có biểu cảm, cái cảm xúc của các bạn được giống như vậy hay không? Vậy thì các bạn đang có lỗi với người thân của các bạn, và các bạn đang có lỗi với những người ngày đêm hy sinh cho dân, cho nước như vậy. Ở bên Mỹ bây giờ mỗi ngày có trên 100.000 ca nhiễm dịch bệnh. Và có những cái ngôi trường, những cái lớp học có giáo viên bị nhiễm dịch bệnh và lây cho học sinh. Rồi có những trường học họ sẽ đóng cửa. Rồi có những tiểu bang họ cũng sắp sửa phải đóng cửa về kinh doanh. Thì ở bên Mỹ á, họ cuộc sống của những người dân bên Mỹ hiện tại bây giờ kinh tế cũng rất là khó khăn nữa đó. Và An Nhiên cảm thấy ở Việt Nam mình, tuy là kinh tế của chúng ta đang dậm chân tại chỗ đó, nhưng mà còn người thì sẽ còn xây dựng được kinh tế trong tương lai. Chỉ cần chúng ta giữ gìn được cái tánh mạng của chúng ta thì ngại chi trong tương lai chúng ta không làm được những cái điều khác. Đúng không các anh chị em? Con người sanh ra, cái quyền tự do ngôn luận hay là quyền nhân quyền gì đó mà các anh chị em chống cộng nói á, nó chỉ là một trong những cái rất là trừu tượng các anh chị. Nhưng con người sanh ra, quyền được sống là quyền quan trọng nhất của một con người. Chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do. Và chúng ta cảm thấy rất là an toàn về mạng sống của chúng ta. Trong khi ở đất nước tư bản, súng được sử dụng, hung khí được sử dụng tự do, thì cái quyền được sống của họ nó rất là mong manh. An Nhiên nhấn mạnh lại đó là một con người sanh ra, quyền tự do ngôn luận hay là nhân quyền gì đó, nó chỉ là một trong những cái lý thuyết rất là trừu tượng. Chỉ có quyền được sống là quyền quan trọng nhất của một con người. Mà đất nước nào, chính quyền nào,
chính phủ nào có thể đem đến cho người dân cái quyền được sống đó. Đó là một đất nước đáng sống. Và nước Việt Nam mình là một trong những nước hàng đầu thế giới được hưởng cái điều mà quan trọng này nhất. Đúng không các anh chị em? Trong khi tất cả các nước trên thế giới họ đều có những cái sự xung đột với nhau và họ được sử dụng hung khí quá tự do, cho nên tánh mạng của con người ngàn cân treo sợi tóc. Còn ở đất nước Việt Nam mình, luật pháp chặt chẽ và chúng ta cảm thấy được cái sự an toàn hơn, thì chúng ta thấy được là quyền được sống của chúng ta đang rất là cao, đang được hưởng rất là cao. Nên An Nhiên nhìn đi vô trong các diễn đàn, An Nhiên thấy bọn chống cộng giống như thằng A Quy Nguyễn này nọ cứ nói là quyền tự do ngôn luận hay là nhân quyền gì đó. Nhưng mà An Nhiên chỉ nhắc nhở tụi nó là quyền được sống là quyền quan trọng nhất của một con người. Quyền được sống nha các anh chị. Con người sanh ra, chúng ta không ai có thể tước quyền được sống của chúng ta cả. Ở nước tư bản, cái quyền được sống nó rất là mong manh. Nhưng ở Việt Nam mình, luật pháp chặt chẽ như vậy, thì chúng ta cảm thấy ổn hơn về cái quyền được sống của chúng ta. Luật pháp Việt Nam mình bảo vệ cái quyền được sống của con người, trừ những tai nạn thất thường xảy ra thôi, đúng không? Luật pháp Việt Nam mình không cho sử dụng hung khí tự do. Đó. Nên á, dịch Covid này, An Nhiên cảm thấy rất là tri ân cái những cái mà những việc làm mà Thủ tướng Chính phủ cũng giống như là Chính phủ Việt Nam mình cùng toàn thể Bộ Y tế và các chiến sĩ bộ đội cùng ra quân để giúp dân. An Nhiên tri ân và An Nhiên cảm thấy là đất nước Việt Nam mình, người dân Việt Nam mình quá hạnh phúc. Quá hạnh phúc bởi vì sống trong một đất nước được cái sự bảo bọc của chính quyền, của chính phủ, của những người mà có trái tim để mà bảo vệ cái tánh mạng của chúng ta. Tuy là các anh chị em ở nhà kinh tế không lên được, kinh tế tiền bạc của các anh chị em sẽ hao hụt vì những cái yếu phẩm thường ngày các anh chị em mua, rồi các anh chị em cảm thấy buồn đúng không? Nhưng mà các anh chị em nghĩ xem, nếu như mà tính mạng mình không còn thì làm sao mà mình có thể làm ra được những kinh tế giống như vậy được. Dạ em cảm ơn anh trai Việt Nam nha. Nhiên xin mến chào lại các anh chị em mới vào để nghe An Nhiên chia sẻ nha. Nãy giờ mình xúc động quá, mình nói nhiều power, gọi là hơi bị lớn tiếng. Nhưng mà thật sự An Nhiên coi những cái tin tức các bạn chia sẻ, An Nhiên cảm thấy rất là tổn thương các anh chị em. An Nhiên mong là ngày mai, ngày mốt, bữa kia khi An Nhiên xong liệu trình và An Nhiên có thể tham gia lại online mạng xã hội và An Nhiên sẽ thấy được chúng ta chia sẻ thật là nhiều hơn về sức khỏe của các chiến sĩ công an, các anh bộ đội, các mạnh thường quân cũng giống như các anh chị em, cô chú tham gia vào tuyến đầu chống dịch. An Nhiên mong muốn sẽ được thấy những cái hình ảnh chia sẻ đó thật là nhiều để chúng ta lan tỏa cái sự quan tâm của chúng ta đến họ. Cái sự quan tâm của chúng ta không cho họ được tiền bạc, chúng ta không cho họ được cái gì hết, nhưng mà cái lời động viên và quan tâm của các anh chị em gửi đến họ sẽ làm cho họ, ý chí của họ cao hơn, sẽ làm cho cái tinh thần của họ vững hơn và họ có thể vượt qua được những khó khăn mà họ đã và đang tiếp cận. Nhưng chào anh trai Quốc Dương ha, chào lại tất cả các anh chị em nhiều.
Cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe An Nhiên chia sẻ và trải lòng về những cái cảm xúc thật sự của mình. An Nhiên không có mong gì hơn cả. An Nhiên chỉ mong các anh chị em cô chú trong tuyến đầu luôn luôn sức khỏe, mạnh khỏe, sức đề kháng thật là tốt để làm những công việc cao cả cho nhân loại hiện tại bây giờ. Vì các anh chị em cô chú ở tuyến đầu là một trong những người đang bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, trong đó có mẹ của An Nhiên, có anh chị em cô chú, có cháu của An Nhiên. An Nhiên còn hai đứa cháu ở trong Sài Gòn đang ở trong đó dính cái dịch nữa và không thể về quê được. Và An Nhiên xin gửi lời tri ân của An Nhiên đến tất cả các anh chị em cô chú đã và đang làm công tác thiện nguyện ở miền Nam Việt Nam, cũng giống như là tất cả các anh chị em cô chú đã và đang làm thiện nguyện ở Việt Nam mình, đã bảo vệ tánh mạng của người thân của An Nhiên, đã bảo vệ tánh mạng của đồng bào, của người dân. Xin gửi lời tri ân đến toàn thể các anh chị em cô chú, toàn thể những người mặc áo trắng đã làm những công tác thiện nguyện. Xin gửi lời tri ân, cảm ơn, kính gửi cảm ơn đến Thủ tướng Chính phủ, mong Ngài có những cái sức khỏe và bình an trong cuộc sống, và tất cả những người làm trong Quốc hội đã và đang ngày đêm nghĩ đến đồng bào, nghĩ đến phương cách chữa trị cho người dân và nghĩ đến những cái phương án để mà phát triển kinh tế cho đất nước Việt Nam mình. An Nhiên xin gửi lời tri ân đến tất cả